Thưa quý vị, sống trong khu tập thể 2 tầng được làm hoàn toàn từ gỗ đang khiến cho hàng trăm hộ dân tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lâm vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Người dân tại đây phải đối mặt với vô số nguy hiểm rình rập. Để lên khu tập thể đã có tuổi đời hơn 70 năm, chúng ta sẽ phải đi qua chiếc cầu thang bằng gỗ ọp ẹp xuống cấp. Nếu không cẩn thận, chỉ cần mạnh chân một chút thì cảm tưởng cầu thang có thể sập bất cứ khi nào. Với thiết kế hoàn toàn bằng gỗ, các hộ gia đình sinh sống ở đây luôn trong tình trạng lo sợ một ngày nào đó ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Cháy 5 cái nhà gỗ ở đây rồi. Nhiều khi đêm cô mà cô ngủ cô cũng sợ lắm. Tại vì mình ngủ mình không biết là sợ nó cháy cũng kinh lắm đấy. Nhưng mà chả có cách nào. Tại vì cũng phải ở thôi, không ở thì chả có chỗ nào mà ở. Ở đây là các cái đường điện thì nó chủ yếu nó vẫn là đường điện nổi. Thì nó chẳng chỉ khắp các cái đường đi. Nó chỉ cần một hiện tượng chập một cái thì có thể cháy. Bởi vì nhà này nguyên bản thì nó vẫn hoàn toàn là gỗ không. Qua quá trình sửa chữa của các cấp thì nó chỉ gọi là ốp. Ví dụ ở đây các trường hợp là ốp sắt ở thêm các cái phần cột. Đấy, ở trong thì thêm phần trống. Khu tập thể này được người dân ví như khu ổ chuột giữa lòng thủ đô. Diện tích mỗi căn nhà chỉ từ 10 cho đến 25 mét vuông, không đủ sinh hoạt cho cả gia đình, nên nhiều hộ đã tự ý cơi nới, chắp vá thêm bằng những miếng gỗ tạm bợ. Không ít người cũng gia cố lại nhà cửa để tránh ẩm thấp nhưng chẳng ăn thua. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn phường Trương Dương còn 8 khu tập thể, nhà gỗ với khoảng 400 hộ dân. Sau những lần xảy ra cháy lớn, nhiều gia đình đã rời đi, sẵn sàng bỏ không căn nhà vì không muốn tiếp tục đánh đổi mạng sống của mình. Mọi người sống ở đấy thì những cái gian bé nhỏ ở trong các khu tập thể có cái nhà tắm công cộng rồi nhà bếp công cộng, tức là khá riêng ra. Cái sau này thì mỗi một cái căn hộ đấy trở thành một cái căn hộ khép kín, là bếp núc các thứ, rồi đôi khi là cũng cải tạo trước sau để mà đưa các cái nhà vệ sinh vào. Cho nên là tất cả những cái việc làm đều là phi chuẩn cả, tức là cũng tự phát thôi. Do vậy là không những là vấn đề cháy nổ mà còn rất nhiều những cái nguy cơ tiềm ẩn khác về vệ sinh, về môi trường, thế rồi những cái bất tiện mà khi mà mật độ tập trung cao. Cái việc mà để cho một khu dân cư mà tiềm ẩn quá nguy cơ như thế, nó là gánh nặng của chính quyền địa phương. Việc di rời người dân ra khỏi khu tập thể này là điều cấp bách, nhưng nhiều năm nay chính quyền thành phố vẫn chưa thể thực hiện. Với chúng ta, nhà là nơi để về, nhưng với các hộ dân tại đây, nhà là nỗi ám ảnh vì không biết bao giờ nó sẽ trở thành một đống tro tàn.